Luật chơi vòng 1, người hùng của con. Tại vòng 1 sẽ có 3 thử thách với những câu hỏi liệt kê theo các chủ đề khác nhau. Các bé sẽ dựa vào sự quan sát, tiếp xúc hàng ngày với ba mẹ và nghĩ rằng ba hoặc mẹ ai là người am hiểu về chủ đề được đưa ra nhiều nhất để tham gia vào thử thách. Sau đó, bé sẽ đưa ra phán đoán ba hoặc mẹ sẽ trả lời ra được bao nhiêu đáp án cho câu hỏi. Trong vòng 1 phút, ba hoặc mẹ phải trả lời đúng với con số dự đoán mà bé đưa ra sẽ nhận được 10 điểm. Nếu không đạt được đúng số dự đoán của bé, thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Bây giờ sẽ là chủ đề đầu tiên, chủ đề động vật. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề động vật. Vậy thì là mình sẽ chọn là ba hoặc là mẹ trả lời cái câu hỏi động vật này ha. Chắc là cô mời Khiết Anh trước, là con chọn ba hay là chọn mẹ tham gia cái vòng đầu tiên này? Con muốn chọn ba, vì anh coi rất là nhiều động vật trong phim. Rồi còn Thiên Kim thì sao nè, con chọn ba hay là mẹ nè? Con sẽ chọn ba. Tại sao con lại chọn ba? Tại vì ba hay coi mấy con động vật. Bây giờ chúc lại là Khiết Anh và Thiên Kim chọn ba. Như vậy là ba Danh và ba Phong hãy sẵn sàng ở vị trí của mình. Chưa biết ai sẽ trả lời, quan trọng là số lượt đáp án mà các bé dự đoán được. Và hy vọng chúng ta vượt qua được con số đó. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi, xin mời đội trưởng và hai ba cùng lắng nghe câu hỏi. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể tên được bao nhiêu loài động vật đẻ trứng? Thì bây giờ ba mình sẽ kể được bao nhiêu động vật mà đẻ trứng á. Rồi bây giờ thì con dự đoán là ba con sẽ kể được bao nhiêu động vật đẻ trứng? Dạ, ba con sẽ kể được 5 động vật đẻ trứng. 5 động vật đẻ trứng, một con số bắt đầu là 5. Rồi bây giờ Khiết Anh cho cô là một con số con dự đoán được là ba con sẽ kể được là bao nhiêu tên động vật đẻ trứng. Con tăng lên 6. Thì con có muốn tăng lên không? Dạ. Dạ không. Dạ không hả? Vậy con nhường ha. Rồi vậy thì là nhường cho ba của bé Khiết Anh là trả lời là 6 động vật đẻ trứng hơn được có một số à. Đó. Ba Danh sẽ có 60 giây để mình kể tên ra những loài động vật đẻ trứng. Và hy vọng là chúng ta kể tên hợp lệ. 3, 2, 1, xin mời. À, con cá, con rùa, con vịt, con gà, con chim, khủng long. Chim khủng long đẻ trứng. Tim có chi khủng long, rồi rắn, đi ba, ba ba, dạ, rồi tắc kè, rồi con kỳ nhông, kỳ đà, rồi nữa đi ba, để chứng tỏ con gái mình bài giỏi giỏi lắm, chắc giờ dạy đủ rồi, nữa đi ba, thời gian còn mà chơi vui mà, rất là vui, dạ đúng rồi. Đó. Thông báo với con nghe, cái mục tiêu chúng ta đặt ra là 6, còn ba con trả lời là gấp đôi gấp ba lần, quá trời lần luôn. 10 điểm thuộc về gia đình con. Chúc mừng ba Danh. Rồi, cảm ơn con. Đó, thấy ba Danh giỏi không? Dạ giỏi. Ba Danh vừa rồi là một câu rất là đơn giản, nên các đội trưởng hãy tự tin hôm nào. Bây giờ sẽ là chủ đề thứ hai mang tên ẩm thực. Mình sẽ chọn mẹ. Mình cũng chọn mẹ. Cô chưa hỏi gì luôn á. Cô chưa hỏi gì luôn. Rồi chúc luôn. Bây giờ là với vòng ẩm thực là hai con chúc mẹ. Giỏi quá. Chúc hết hai đội trưởng rồi, ghê nhanh gọn lẹ. Chúng ta đang đến với chủ đề thứ hai thì chắc chắn độ khó sẽ nâng lên một tí. Nên các con, đội trưởng hãy thật cẩn thận và cẩn trọng. Trong vòng 60 giây, ba hoặc mẹ của các con có thể trả lời được bao nhiêu loại hoa có thể chế biến thành thức ăn và ăn được. Bây giờ Thiên Kim đi. Thiên Kim dự đoán là mẹ mình sẽ kể ra được bao nhiêu loại hoa ăn được. Dạ con sẽ cho mẹ trả lời là 5. Con nghĩ là mẹ trả lời được là 5 loại hoa ăn được đúng không? Còn con? Con nghĩ là mẹ sẽ trả lời được 6 loại hoa ăn được. Còn con? Con sẽ nghĩ lại là 7 đi. 7, bắt đầu con số dần cao rồi đó. Bây giờ con? Con giữ nguyên cái hồi nãy là 6. Con giữ nguyên cái hồi nãy là 6. Rất là có lập trường. Còn bạn bên đây là 7 đúng không? Nhưng mà 7 thì bạn đã dành quyền cho ba mẹ trả lời rồi. Con có đồng ý không nè? Không sao. Dạ không sao hả? Vậy thì lại tiếp tục vòng này. Đó là mẹ của Thiên Kim sẽ phải trả lời là 7 loại hoa là phải ăn được nha. Dạ, mẹ của Thiên Kim sẵn sàng nha, mẹ Quyên nha. 7 loại hoa ăn được thì chắc là mẹ nấu ăn nhiều, mẹ sành nè. Và quan trọng là áp lực tâm lý của 60 giây thôi. Mẹ cố gắng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Hoa bí nè, hoa thiên lý, hoa lài, hoa súng, hoa hướng dương,
hoa điên điển, hoa dạng thọ. Trời ơi, đại với mẹ. Kệ kệ, chịu nghe cấn cấn. Nghe sượng, nghe dướng cổ họng chết. Một bông bí. Đó là nè mẹ. Nấu canh, hoa chiên cúc, xào, làm gỏi. Hoa cúc. Hoa cúc nữa hả? Lô nhiều hoa đi, hoa hồng. Hoa điên điển. Dạ rồi, dạ rồi. Hết giờ. Chúng ta chưa vượt qua được hy vọng của bé, nhưng mà mẹ Quyên rất là xuất sắc. Một tràng hoa tay dành cho mẹ Quyên. Bên cạnh đó là một động tác rất đẹp của mẹ Quyên, chuyển thẳng 10 điểm qua cho hàng xóm liền. Chúc mừng ba mẹ. Và bây giờ xin mời hai đội trưởng hãy thật là bình tĩnh. Bây giờ sẵn sàng với chủ đề thứ ba, đó là chủ đề trái cây. Bây giờ với chủ đề trái cây, con nghĩ là nhà mình ai ăn trái cây hay ăn trái cây nhiều nhất nè? Là ba. Là ba. Vậy thì bây giờ thì với chủ đề này thì con sẽ chọn ba hay là mẹ? Là ba đi. À rồi, chọn ba. Còn Khiết Anh, chọn mẹ đúng không? Không. Không chọn mẹ hả? Con chọn ba. Đúng không? À, vậy thì bây giờ xin chốt lại. Gia đình của Khiết Anh, mẹ hãy chuẩn bị tinh thần nha, đứng kế bên ba cổ vũ cho ba. Còn Thiên Kim thì là ngay từ phút ban đầu là đã chọn ba rồi. Hãy sẵn sàng với câu hỏi của chúng tôi liên quan đến chủ đề trái cây. Trong vòng 60 giây, ba của các con có thể kể được bao nhiêu cái tên những loại trái cây có hai chữ? Bây giờ mình sẽ dự đoán là ba của mình á là sẽ kể được bao nhiêu cái tên trái cây mà có hai chữ ha. Rồi cô sẽ ưu tiên cho Khiết Anh. Con nghĩ là ba sẽ trả lời được 5. Còn con? Con nghĩ là ba con sẽ trả lời được là 6 là trái cây. Con cộng 9. Con lên 9 luôn. Trời, bây giờ bắt đầu tự nhiên là lia lịa luôn. Không cho con hỏi luôn rồi 9 rồi. Bây giờ bao nhiêu nữa là con? 10 trái cây có 2 từ. Rồi lên 11. Lên 11 nhiều rồi đó nha. Bây giờ con mà lên nữa là hả, nhiều khi không trả lời được đó, mà bị thua nữa đó. Vậy thì Như Nguyên. Vậy hả? Như Nguyên. Như Nguyên thì sao? Tới luôn. Ba Khiết Anh ơi, cố lên nha. Tổng cộng là 11 tên trái cây có 2 chữ. Rồi. Ba Danh cố lên nha. Cố lên nha ba Danh nha. 60 giây dành cho ba Danh. Bắt đầu. Đu đủ, dưa hấu, dưa gan, măng cụt, mận cầu, dừa sim, dưa lưới. Mẹ đừng hết, vì Phạm Quy. Chôm chôm, dưa gan. Bồn bôn. Một cái nữa. Sầu riêng. Yes. Mít tô nữ. Mít tô nữ ba chữ rồi. Xoài thái. Yeah. Xoài thái. Xoài lắc chắc không được đâu. Xoài cam. Xoài keo. Em mày đứng nhắc rồi lại Phạm Nguyên nữa rồi. Bị trừ điểm. Để giờ mình chưa đủ đâu à. Mình bị Phạm Nguyên với lại mình. Cà na. Thầy cố lên. Hết giờ. Các thưa quý vị, như vậy là ba Danh đã rất cố gắng trải qua 60 giây để kể tên những loại trái cây mà trong tên gọi đó có hai chữ. Với cấu trúc đó thì rất là dễ, bởi vì ở Việt Nam chúng ta phong phú nhiều loại trái cây mà. Nhưng mà 60 giây là áp lực tâm lý. Bên cạnh đó là chúng tôi phát hiện ra là mẹ có thương ba quá, nhắc nhẹ nhẹ, nên chúng tôi bắt buộc phải trừ điểm. Đáng lẽ là ba Danh đã vượt qua được con số 11, nhưng mà phải trừ điểm thôi để giữ công bằng cho gia đình đối phương. Nên kết quả cuối cùng là đúng 11 đáp án luôn. Chúc mừng con 10 điểm. Như vậy là gia đình con đã có được số điểm tuyệt đối tại vòng 1 là 30 điểm. Nhưng điều đó không có trả lời được câu hỏi là chúng ta có chiến thắng ngày hôm nay đâu. Bởi vì đừng chủ quan, vòng 2 sẽ có những cuộc lội ngược dòng rất là ngoạn mục đã từng xảy ra ở những tập phát sóng trước. Nên hãy thật cẩn thận nha, hai đội trưởng ơi. Yeah.